vui nè. Cái này mà ông già đánh cái này là có ý nghĩa, cái này mình giữ chim, hay là tối mình ở trong nhà mình đi chơi đó, tối mình ngủ rồi mình chơi đánh ri này. Cái thuốc màn bố cái đây mình đi bé bắt 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 b